Kim Thơ xin kính chào quý vị, xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Mortgage Lending do Kim Thơ và công ty PFG thực hiện và gửi đến quý vị vào mỗi thứ sáu hàng tuần trên trang nhà Facebook của công ty PFG. Và thưa quý vị, hôm nay đề tài của mình sẽ nói về Texas Cash Out. Và đầu tiên thì Thơ muốn định nghĩa sơ sơ về cái chữ Texas Cash Out để quý vị có thể tiện hiểu rõ khi nói sâu hơn về cái loại loan này. Thì trước tiên, Texas Cash Out, thưa quý vị, là một cái loại loan hoàn toàn khác với cái HELOC. HELOC tất nhiên là Home Equity Line of Credit. Và cái HELOC là quý vị làm ở những cái nhà băng lớn, cái những cái nhà băng mà hay cho mình mượn cái credit card, làm những cái credit card cho mình. Và cái HELOC là dựa vào trong cái nhà của mình và trừ ra những cái tiền mình đang thiếu thì họ có thể cho mình một khoảng 50% để mà dựa vào cái đó họ cho mình cái credit line. Khi nào quý vị cần sử dụng thì quý vị dùng, còn khi nào mình không dùng thì mình không có cần xài, và không dùng, không xài thì không trả tiền cho nhà băng vì mình không có dùng tiền. Nhưng mà Texas Cash Out lại là khác. Texas Cash Out thứ nhất là làm trên cái nhà Home Tax Exemption của mình. Cái nhà Home Tax Exemption của mình là cái nhà mà quý vị disclose, là cái nhà đó mình ở. Và khi mà nói về cái nhà mình ở là mỗi người và vợ chồng luôn quý vị, chỉ có một cái nhà ở thôi chứ không phải vợ ở nhà, chồng ở cái nhà và hai vợ chồng có hai cái nhà Home Tax Exemption. Không phải, chỉ là một cái nhà Home Tax Exemption thôi. Và khi quý vị làm cái Texas Cash Out, tức là quý vị lấy cái loan từ cái loan từ cái equity của cái nhà của mình ra, xong nếu cái nhà đó vẫn còn nợ thì quý vị lấy cái tiền đó trả cái nợ cũ, và sau đó còn dư một số tiền thì mình có thể dùng cái tiền đó làm bất cứ chuyện gì riêng của mình. Thì cái đó gọi là Texas Cash Out. Và bây giờ tôi cũng muốn nói một chút về cái đặc tính của cái loại loan của Texas Cash Out. Thứ nhất là đối với tôi là có cái đặc tính của 6 tháng trước đi nè. Cái luật của 6 tháng trong cái Texas Cash Out, nghĩa là quý vị muốn làm được cái Texas Cash Out loan á, thì cái người làm chủ nhà phải ở trong cái nhà này ít nhất là 6 tháng thì mình mới làm được. Và cái thứ hai là cái luật của 1 năm là gì? Nghĩa là nếu mà quý vị muốn lấy cái Texas Cash Out thì 1 năm mình chỉ làm được một lần của cái loại loan này thôi, chứ không phải muốn làm là làm. Và cái thứ ba nữa là có cái luật gọi là 12 ngày. Và cái, trong cái luật này là mình có một cái lá thư luôn 12 ngày cho tất cả những người chủ nhà hoặc là vợ chồng của người chủ nhà đó quý vị, phải ký vào cái lá thư 12 ngày này để mà mình biết là mình đang quyết định làm cái Texas Cash Out loan, và mình hiểu được những cái luật đó, và mình chờ 12 ngày để không có ai thay đổi gì hết thì mình mới được đi closing. Và sau đó khi closing rồi, quý vị còn có 3 ngày, nó kêu là rescission, là quý vị có thể thay đổi, hoặc là chồng hoặc là vợ sau khi đến closing thấy closing cost này nó không thích hay là cái gì đó, vì cứ vấn đề gì quý vị vẫn còn 3 ngày đó để suy nghĩ. Và một trong tất cả những người chủ nhà hay chồng hoặc vợ mà thay đổi không muốn làm thì coi như cái loan này dừng lại và không có trả bất cứ tiền gì của người borrower hết. Mọi thứ dừng lại và coi như câu chuyện này không xảy ra nữa. Đó là những cái luật của Texas Cash Out. Ngoài ra thì quý vị cũng biết là cái thường thường á, mình đi refinance hay mua nhà, có nhiều khi một trong những người chủ nhà không tới được thì mình có thể là mình dùng cái power of attorney. Nhưng Texas Cash Out đặc biệt không được dùng power of attorney. Một người phải show up, phải ký giấy tờ đàng hoàng mình mới làm được. Và cái nữa là quý vị biết là cái Texas Cash Out, cái maximum mà cái loan mà mình có thể mượn ra được từ cái nhà của mình thì chỉ là 80%. Mình phải giữ 20% còn lại, cái vốn trong cái nhà của mình, 80% của cái giá trị mà được appraisal của căn nhà để mà mình có thể lấy ra. Và cái fee
thì là maximum là 2% từ cái loan amount, rồi cái thêm một cái nữa mà thôi cũng muốn mention đến quý vị là về cái vấn đề foreclose. Khi mà nói về foreclose thì chỉ được foreclose bởi cái court order thôi, và thêm nữa là một cái luật là loan. Thì thực sự gần đây thì tôi không có thấy loan penalty, pre-penalty nữa, nhưng mà đặc biệt là Texas cash out là không được trả cái prepay penalty. Nhưng mà tôi cũng mong rằng nếu quý vị làm cái loan này, khi mà mình trả trước một năm thì cũng nên nói chuyện với cái người loan officer nha quý vị. Và cuối cùng thì tôi cũng xin được báo một cái tin. Đối với tôi là trong nghề thì mình gọi là tin vui. Có thể là quý vị làm loan thì quý vị không biết là về cái luật này ảnh hưởng hay không ảnh hưởng tới quý vị, quý vị cũng không quan tâm. Nhưng mà đối với tôi, khi mà làm mà quan trọng về cái loan, về những cái giấy tờ mà nghiêm ngặt, thì Texas cash out rất là khó. Và bây giờ thì họ đã đổi cái luật để cho mình có sự chọn lựa từ Texas cash out về cái loại loan không phải là Texas cash out nữa. Nghĩa là ngày xưa quý vị biết là khi mình đã một lần lấy Texas cash out thì sau này quý vị có refinance hay làm cái loại loan này lại, bất cứ lúc nào quý vị làm lại cũng mãi mãi là Texas cash out, mặc dù mình không lấy đồng xu nào ở trong cái nhà mình ra nữa, nhưng mình vẫn đi theo cái luật Texas cash out là phải có 12 ngày ký giấy tờ, rồi chờ là một năm mới làm một lần này nọ kia, rất là nhiều thứ. Nên á, là bây giờ nếu mà quý vị không muốn cái này nằm trong cái Texas cash out, mình sẽ ký vào tờ giấy để disclose là tôi muốn không còn nằm trong Texas cash out, tôi muốn trở lại một cái refinance bình thường, mình có thể lựa chọn cái điều đó. Thì đây là cái tin tốt để cho khi quý vị trở về một cái loại loan refinance bình thường thì mọi thứ dễ hơn một chút. Đó là đề tài của ngày hôm nay. Thờ mong rằng cái đề tài này sẽ chia sẻ đến quý vị. Nó hơi technical một chút, nó hơi khô khan một chút, nhưng nếu quý vị hiểu được nó thì quý vị sẽ cảm thấy là khi mình cần làm, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật vui vẻ, thật an lành, bình an. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Xin thân ái kính chào tạm biệt.